Được rồi, thì bài đầu tiên anh sẽ chia sẻ với các em hôm nay, đó là bài rubella ấy. Chúng ta bắt đầu vô học ấy. Thì rubella thì đối với nội dung của y nắm là nắm được cho anh một số mục tiêu, tức là một số vấn đề cơ bản sau. Thứ nhất là về dịch tễ, thứ hai là lâm sàng điển hình, và đặc biệt sở gì mà chúng ta phải học bài này, chúng ta có ngồi hôm nay để học bài này, đó là nếu giả sử bệnh này mà không có cái biểu hiện hội chứng rubella bẩm sinh á, thì thậm chí chúng ta bài này chúng ta cũng chả cần học làm gì cả, vì nó xảy ra trên nam giới hoặc xảy ra trên một người nữ mà không có thai á, thì rất là nhẹ nhàng. Tuy nhiên giả sử mà nó xảy ra, nó gây ra được hội chứng rubella bẩm sinh thì ngược lại nó rất là nặng nề. Và phần cuối cùng sẽ là phần phòng bệnh. Thì cái tên cũ của bệnh rubella này là little red, có nghĩa là cái bán chấm đỏ rất là nhỏ, là người ta dựa vào cái biểu hiện điển hình nhất của lâm sàng điển hình nhất của bệnh này để người ta đặt tên. Sau đó thì người ta mới tìm ra được, phân lập được cái nguyên nhân gây ra bệnh này á, là do virus rubella. Thì sau đó người ta đổi tên thành rubella, tên con virus thành tên bệnh luôn. Thì bệnh này là một trong những bệnh, tức là tổn thương cấp tính do con virus virus này, cũng là chung với tên bệnh luôn. Và với đặc trưng lâm sàng đặc trưng nhất, đó là tình trạng sốt, phát ban và nổi hạch. Tuy nhiên như anh nói đó, đối với những người nam và những nữ mà không mang thai á, thì bệnh này là bệnh cực kỳ nhẹ nhàng và thậm chí chúng ta cũng chả có vấn đề gì cần phải học cả. Tuy nhiên đối với phụ nữ mang thai thì là một vấn đề khác, nó xảy ra tình trạng lây nhiễm và tổn thương cho bào thai, thì gần như là chúng ta không có vấn đề, không thể điều trị được, như giả sử đứa trẻ đã bị hội chứng rubella bẩm sinh này. Và tên gọi khác của bệnh này là bệnh sởi đực hoặc là bệnh sởi 3 ngày. Vì sao bệnh này được được gọi là bệnh sởi đực? Vì người Đức phát hiện. Và phát hiện ở Đức do hai bác sĩ lâm sàng ở Đức mô tả đầu tiên, do bác sĩ Đức phát hiện. Vì sao lại gọi chữ sợi nữa? Vì sao gọi là bệnh bệnh bán Đức hay bệnh phát bán Đức hay bằng bệnh chỉ động viên viên phải gọi chữ sợi có nữa? Nhưng sao mình tức là sợi gì bệnh này có tên là bệnh sợi Đức, vì bệnh này nó xuất hiện sau, tức là nó được tìm ra, được phát hiện sau bệnh sợi, được chưa? Tức là ban đầu là người ta, tức là y học đã biết đến bệnh sợi rồi mà chưa biết đến bệnh rubella. Sau đó thì bắt đầu ghi nhận là những tình trạng là có tình trạng ban giống như ban sợi vậy, được chưa? Tức là về mặt lâm sàng á, là nó giống với sợi, được chưa? Tuy nhiên sau đó thì hai nhà bác sĩ lâm sàng người Đức á, là đã mô tả và phát hiện ra, chứng minh được là nguyên nhân gây ra bệnh sởi và nguyên nhân gây ra cái bệnh này á, là nó khác nhau. Nên bệnh này bắt đầu có các triệu chứng và người ta tưởng đó là sởi, tuy nhiên sau đó thì các nhà khoa học người Đức, các bác sĩ người Đức thì phát hiện ra rằng, chứng minh rằng đó nó là hai bệnh này là hai bệnh khác nhau, nên người ta đặt tên đó là bệnh sởi Đức để nhận mạnh rằng nó là có các triệu chứng lâm sàng giống sởi, và một thời là nó được cho là sởi luôn. Sau đó thì để ghi nhớ công lao của các nhà khoa học bác sĩ người Đức, thì người ta đặt là bệnh sởi Đức. Vì sao bệnh sởi 3 ngày? Vì sao gọi là bệnh sởi 3 ngày? Vì đúng rồi, chính xác, vì cái thời gian ban tồn tại á, không phải là mắc 3 ngày, không phải là mắc bệnh 3 ngày, mà phải nói chính xác là cái biểu hiện ban á, phát ban nó sẽ tồn tại trong vòng 3 ngày, còn thời gian mắc có thể lên đến 5 7 ngày. Ví dụ bệnh nhân có thể sốt được đó 1 2 ngày rồi mới phát ban 3 ngày, rồi sau phát 6 7 ban bệnh nhân có thể mệt mỏi về quá thêm một thời gian nữa, tức là tổng thời gian bị bệnh có thể là 5 7 ngày. Tuy nhiên cái thời gian mà phát ban á, là chỉ là 3 ngày thôi. Thì nhắc đến tác nhân gây bệnh thì các em có thể không cần nhớ nhiều, nhưng mà chắc một một vấn đề mà các em bắt buộc phải nhớ, đó là hiện tại người ta chỉ phân lập được một tuyến huyết thanh duy nhất, và miễn dịch có được sau khi mắc rubella cũng là miễn dịch bền vững, tức là hiện tại chỉ có một tuyến huyết thanh và miễn dịch mắc được là miễn dịch bền vững, nên con người chúng ta chỉ mắc một lần, được chưa? Tức là nó chỉ bệnh là chỉ mắc một lần thôi, vì vì nó có miễn dịch bền vững, và hiện tại cũng chỉ có phát hiện một tuyếp thôi,
nó khác với sốt xuất huyết chẳng hạn. Sốt xuất huyết là hiện tại là có bộ là cũng có miễn dịch bền vững, tuy nhiên là có đến 4 tiếp nên một người xui lắm có thể mắc 4 lần nhá. Còn đối với rubella thì cũng có miễn dịch bền vững, tuy nhiên hiện tại chỉ phát hiện một tiếp thôi nên thường thường là chỉ mắc một lần thôi. Thì dịch tễ thì nó khác với các bệnh mà xưa này, tức là các bệnh mà anh đã dạy cho năm AB thì là khác với hầu hết các bệnh truyền nhiễm khác. Là về mặt dịch tễ, các bệnh truyền nhiễm khác thường thường là xảy ra ở các nước nhiệt đới đúng nhá. Duy chỉ có một bệnh, phải nói là có một bệnh mà nó chủ yếu là nó xảy ra ở vùng ốm đỡ nhiều hơn, và bệnh đó chính là bệnh rubella. Tức là bệnh rubella là một, trước có sự xuất hiện của vaccine á, cho hiện tại thì với sự xuất hiện của vaccine thì nhìn chung là dịch nó cơ bản là chỉ còn rải rác ở khắp nơi trên thế giới, chứ không có vùng dịch nào rõ ràng. Tuy nhiên trước khi có sự xuất hiện của vaccine á, trước khi có sự xuất hiện của vaccine á, thì bệnh này chủ yếu là nó không gặp ở các nước nhiệt đới, một trong những bệnh mà bệnh truyền nhiễm mà nó là không gặp ở các nước nhiệt đới, mà chủ yếu gặp ở các nước ốm đới là chính. Tuy nhiên sự ra đời của vaccine năm 1969 và ở Hoa Kỳ và 10 năm sau ở châu Âu á, thì nhìn chung thì bệnh này hiện tại á, chỉ còn xảy ra ở rải rác ở một số vùng nhất định thôi, đặc biệt là ở châu Phi và Đông Nam Á. Chưa? Thậm chí hiện tại ngày nay là người ta còn vaccine vaccine nó cũng những vaccine đơn giản mà còn kết hợp nhiều mũi vaccine, nhiều loại vaccine trong một nữa, ví dụ vaccine là sởi, rubella, quai bị hoặc thêm thêm cả thủy đậu nữa ấy. Tức là vaccine đa dạng đó, trong đó có vaccine rubella. Thì đó là dịch tễ chung. Còn đối với Việt Nam thì sao? Đây, đây là tình hình dịch tễ của Việt Nam. Thì tình hình dịch tễ của Việt Nam thì Việt Nam được công bố, tức là tại Việt Nam thì bệnh bắt đầu được xuất hiện vào năm 2008 tại huyện Củ Chi của thành phố Hồ Chí Minh, và tức là phát hiện ca bệnh đầu tiên. Sau đó thì cái đợt dịch mà nổi tiếng nhất là đợt dịch cuối năm 2010 đầu năm 2011 là xảy ra một đợt dịch với rất là nhiều trường hợp mắc. Tuy nhiên hiện nay thì chỉ còn mắc lẻ tẻ thôi, nhưng nó chỉ còn mắc rải rác thôi. Đây là bản đồ dịch này của Việt Nam này. Tức là năm 2018 thì bắt đầu ghi nhận những ca bệnh đầu tiên. Ca bệnh đầu tiên được báo cáo ở thành phố Hồ Chí Minh, sau đó lan ra toàn quốc. Đến năm 2010 và đặc biệt là đầu năm 2011 là dịch xảy ra trên toàn quốc, rất là nhiều ca mắc. Tuy nhiên đến năm 2012 thì các em có thể thấy là hầu như số lượng ca mắc rất là ít. Vì sao? Vì sao đến năm 2012 là bệnh nó ít vậy? Có vaccine rồi, có vaccine chính xác luôn. Tức là câu trả lời của bạn Nguyễn Văn Trường là đầy đủ nhất. Có hai lý do chính khiến cho năm 2011 thì bệnh nó nhiều như vậy, trong khi năm 2012 thì bệnh số lượng bệnh nó ít hơn. Đó là do một là vaccine, mà hai đó là vấn đề miễn dịch có được sau mắc phải. Tức là năm 2011 thì dịch nó nổi ra, nó phát triển nó rầm rộ như vậy, nên là và cũng từ bắt đầu từ năm cuối năm 2010 đầu năm 2011 thì chương trình tiêm chủng mở rộng bắt đầu chính thức là đưa vaccine rubella vào chương trình tiêm chủng cho trẻ em. Và cũng năm 2011 thì số lượng ca mắc rất là nhiều, mà như anh nói đó, bệnh này mắc được thì sẽ có miễn dịch vĩnh viễn, nên sau mắc là cũng có miễn dịch. Tức là năm 2012 thì số lượng người có miễn dịch đã tăng lên rất là nhiều do tiêm vaccine và do có được sau mắc từ đợt dịch lần trước, nên nhìn chung là số ca mắc sẽ năm 2012 nó giảm đi rất là nhiều. Và bây giờ chúng ta sẽ qua về vấn đề về nguồn lây. Thì nguồn lây thì bệnh này á, có nguồn lây có thể lên đến có thể là từ người không có người nhiễm, không có biểu hiện lâm sàng, hoặc là các người bệnh, và thời gian lây có thể lây trước khi phát ban khoảng 10 ngày và sau khi phát ban có thể 10 ngày nữa. Tức là tổng cộng thời gian lây có thể lên đến 25 đến 27 ngày. Tức là trước khi bị khoảng chính xác phải khoảng 23 đến 25 ngày, tức là trước trước khi bị phát ban có thể 10 ngày đã lấy rồi, trong suốt thời gian phát ban và sau khi phát ban, tức là sau khi ban đã lắng có thể thêm khoảng 10 ngày nữa, thì trung bình khoảng 23 đến 25 ngày là bệnh này. Và thời gian lấy mạnh nhất chính là thời gian mà khi phát ban. Đặc biệt có thêm một đường lây nữa, tức là ngoài đường lây đường hô hấp là một đường chủ yếu mà các bạn cũng biết rồi, thì bệnh này là một trong bệnh mà vì có đường lây này nên lúc đó mới
mới cần phải học hôm nay, đó là đường lây truyền từ mẹ sang con và gây các tổn thương cho thai nhi. Và thai nhi này, nếu giả sử tổn thương đó là các dị tật thì sẽ gây ra hội chứng rubella bẩm sinh, và đó là một trong những lý do chính khiến chúng ta phải học hôm nay. Thêm một vấn đề nữa đó là các em cần phải nhớ, đó là những đứa trẻ mà mắc hội chứng rubella bẩm sinh á, thì các chất thải của nó có thể tồn tại đến có thể chữa virus và tồn tại đến 2 năm, tức là tồn tại có thể kéo dài đến 2 năm luôn á, và nó có thể lấy cho người chăm sóc đứa trẻ này trong suốt thời gian đó. Tức là những đứa trẻ mắc bệnh này á, thường thường á là đã phải cần sự, vì bình thường trẻ nhỏ dưới 2 tuổi chắc chắn là phải cần sự chăm sóc của mẹ, của ba, của mẹ rồi đúng chắc, của người thân rồi đúng chắc. Đặc biệt những đứa trẻ mà bị hội chứng rubella bẩm sinh này là càng cần được chăm sóc nữa. Tuy nhiên thì những đứa trẻ này lại là một trong những nguồn lây rất là nguy hiểm, vì nó cái số lượng cái thời gian tồn tại con virus đó nó có thể kéo dài đến 2 năm nữa. Tức là trung bình khoảng vài tháng có ghi nhận là có thể kéo dài đến 2 năm. Thì bây giờ chúng ta sẽ qua các hình thức lâm sàng của bệnh này. Thì như anh nói đó, bệnh này có sẽ có 3 hình thức lâm sàng khác nhau. 3 hình thức lâm sàng khác nhau đó là bệnh rubella, tức là bệnh rubella xảy ra ở trên những đối tượng bình thường, tức là những người nam hoặc là những người nữ mà không có bầu, không có thai, là gọi là bệnh rubella mắc phải, là cái đầu tiên. Cái số 2 là nhiễm rubella bẩm sinh, tức là rubella xảy ra ở những thai, tức là những người nữ mà đang có thai, và bất kỳ cái tổn thương gì cho bào thai hoặc cho trẻ sơ sinh thì có thể là sảy này, sinh non này, hoặc là dị tật này, hoặc thậm chí là trẻ mà, tức là bào thai hoặc trẻ trẻ sơ sinh mà xét nghiệm dương tính nhưng mà không có biểu hiện lâm sàng nữa thì được gọi là nhiễm rubella bẩm sinh. Trong cái nhóm nhiễm rubella bẩm sinh này có một nhóm nhỏ gọi là hội chứng rubella bẩm sinh, là một phân nhóm nhỏ của nhiễm rubella bẩm sinh, tức là hội chứng là một phần, là một nhóm nhỏ của tình trạng nhiễm, được nhá. Và khi mà cái mức độ tổn thương thai mà trẻ sơ sinh ở cái mức là dị tật, tức là tổn thương thai hoặc trẻ sơ sinh mà gây ra các dị tật thì được xếp vào hội chứng rubella bẩm sinh. Còn giả sử mà tổn thương thai mà gây sảy thai hoặc gây sinh non thì lúc đó được gọi là nhiễm rubella bẩm sinh. Còn giả sử mà gây dị tật thì cái nhiễm rubella bẩm sinh đó còn có tên gọi khác, chính là hội chứng rubella bẩm sinh. Tức là hội chứng rubella bẩm sinh là một phân nhóm nhỏ, là một phần của tình trạng nhiễm. Khi tình trạng tổn thương thai hay là tổn thương cho đứa trẻ sơ sinh đó, là tổn thương ở ở cái mức độ là dị tật, được chưa? Còn giả sử mà tổn thương ở ở cái quá trình là sảy hay là sinh non hay là nhiễm không triệu chứng chẳng hạn thì được gọi là nhiễm rubella bẩm sinh, được chưa? Cái mình phân biệt được hai cái này. Thì đối với bệnh rubella mắc phải á, thì như anh nói đó, nó rất là nhẹ nhàng. Đối với nam hoặc là nữ không mang có thai á, thì chủ yếu bệnh này với ba biểu hiện lâm sàng chính nhiều nhất thôi, gọi là phát ban. Tức là ban thường thường là ban nó so với ban sởi á, thì nó nhìn chung nó nhẹ nhàng hơn, tức là ban nó thưa hơn, nó đứng riêng biệt và nó không sẽ không dính chung lại, và thường và khi mất là nó cũng không để lại cái vết thâm đen giống như ban sởi. Tức là ban thưa hơn, ban không dính chung lại với nhau, ban tồn tại ngắn ngày hơn, khoảng 3 ngày thôi, và khi điện biến mất thì nó cũng để lại vết thâm nó chỉ hết á. Tức là nhìn chung và ban dạng giả sẵn thường thường là hồng ban, nên nhìn chung là ban nó nhìn chung rất là nhẹ nha, và nó cũng không mặc theo một trình tự nhất định giống như ban sởi nữa. Tức là nó cũng có nhiều tính chất giống như ban sởi nhưng mà nó cơ bản nó nhẹ nhàng hơn so với ban sởi. Cũng rất nhiều rubella mà nghĩ là gì tất má, tức là như thế này là bằng bằng đấy gì tất là đúng đó, vì nhiễm rubella bẩm sinh vẫn nghĩ là gì tất, có nghĩa là hội chứng rubella bẩm sinh là một phân nhóm nhỏ, tức là một phần, là một tập hợp con của tập hợp mẹ là nhiễm rubella bẩm sinh, đúng chưa? Có nghĩa là nhiễm thì có thể gây sảy này, gây sinh non này, gây dị tật này, thậm chí là gây nhiễm không triệu chứng thì được gọi là nhiễm. Khi mà cái nhiễm đó mà gây tổn thương ở mức dị tật thì tên gọi khác của nhiễm lúc này được gọi là hội chứng rubella bẩm sinh, được chưa? Hiểu không? Tức là hẳn là một phân nhóm nhỏ, một tập hợp con của tập hợp nhiễm thôi. Nhiễm nó gồm có cả hội chứng, mà hội chứng là một tập hợp con của tập hợp nhiễm.
Và cái tập hợp con này tức là khi nào thì gọi là hội chứng, khi 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 tổn thương ở dạng là chữ dị tật, được chưa? Dạ, rồi là khi mà có di tật thì mình gọi hội chứng cũng đúng mà mình gọi nhiễm rubella học sinh cũng đúng vậy. Mà lúc này nên gọi là nhiễm, vì hẳn là có tên gọi riêng rồi. Ví dụ Dạ như dạ. khi ví dụ giả sử cả em chẩn đoán là một em chẩn đoán bệnh một bệnh vô em chẩn đoán là sốt siêu vi chẳng hạn, mà khi đã có kết quả là xét nghiệm là đen duo về dương tính rồi thì em lúc này em nên chẩn đoán đó là sốt xuất huyết đen chứ không nên chẩn đoán là sốt siêu vi nữa, đúng chưa? Vì lúc này nó đã có tên bệnh cụ thể rõ ràng hơn rồi thì tất cả chúng ta chẩn đoán càng cụ thể càng rõ ràng thì nó càng tốt, đúng chưa? Thế chứ nữa còn Dạ. giả sử mà chết con chung 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 chẩn đoán một cái tập hợp lớn như thế này thì nhìn chung nó con chung chung thì nó chưa chứ cụ thể lắm. Còn giả sử mình đã chẩn đoán là hội chứng rubella mình sinh có nghĩa là có dị tật rồi. Dị tật ở đây thường thường là liên quan đến mắt, liên quan đến tai và liên quan đến tim, thì nó tiên lượng nặng nề hơn rất là nhiều so với tình trạng nhiễm. Dạ, con ơn. Sao ba nổi đầu tiên ở mặt, bạn này anh không hề nói là nó nổi đầu tiên ở mặt nghe, không hề, anh không hề nói nghe. Đối với ban sởi á, ban sởi là nó sẽ nổi theo trình tự thứ tự, ngày đầu tiên nó nổi ở mặt, ngày đầu tiên nó nổi ở thân mình và ngày thứ ba nó nổi ở tứ chi. Tuy nhiên đối với ban rubella anh không hề nói là nó nổi đầu tiên ở mặt này. Ban rubella nó nổi không theo một trình tự nào nhất định cả, nó có thể nổi đầu tiên ở mặt, nó có thể nổi đầu tiên ở bụng, nó có thể nổi đầu tiên ở chi, thậm chí là có nhiều bệnh là ban này nó nổi nó thưa quá, thậm chí lúc toàn phát rồi nổi toàn thân rồi bệnh nhân mới phát hiện nữa. Có nghĩa là vì thứ nhất là ban nổi không theo trình tự, thứ hai là tính chất ban nó nhẹ nhàng thậm chí là rất là thưa, nên nhiều khi phát hiện là ban đã nổi khắp toàn thân rồi, và nhiều khi hỏi bệnh nhân là ban nổi lần đầu tiên chỗ nào bệnh nhân cũng không biết nữa. Tức là anh không hề nói là ban nổi đầu tiên ở mặt mà chỉ nói rằng ban nổi khắp thân mình, được chưa? Và ban rất là nhẹ nhàng, nhiều khi phát hiện là bệnh nhân cũng không biết là ban nổi đầu tiên ở chỗ nào, nhưng mà sách vở chỉ nói rằng đó là ban này tức là nổi toàn thân và không theo một trình tự nhất định giống ban sởi. Bán sợi mới mặc theo thứ tự như vậy đấy. Rồi ngày đây hứa hẹn là một câu một buổi dạy chắc là phải quá giờ tiếp rồi, chưa chiều đã bị hỏi rồi. Vì anh cũng hơi là hơi hơi ngạc nhiên một xí là không không biết thầy Trương dạy cả em như thế nào, nhưng mà chị Phương những bài dạy của chị Phương thì thường thường anh có nghe cả, còn với các bài của bác sĩ Đức thì anh thỉnh thoảng anh cũng có vô nghe, không biết em có để ý không, thường thường anh hay chen vô để anh nghe thì anh thấy là các bài giảng của chị Phương và anh Đức thì gần như các em hỏi rất là ít, mà chỉ có trường câu hỏi đến 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 bài của anh dạy là hỏi rất là nhiều thôi, không biết có thu quản chứ không, mà toàn là hỏi chủ yếu là hỏi bài hay hỏi bên anh thôi, còn chị Phương gần như cũng không hỏi luôn, và bác sĩ Đức thì cũng rất là ít hỏi, còn thầy Trương thì anh không vô, anh tự ý khi anh vô thì có thầy Trương nên anh không biết, chắc là có thu quản chứ thôi. Được rồi, chúng ta qua slide này đi, cái slide này chắc là các em đã hiểu rồi ấy. Anh nói rất là kỹ, chắc là lần sau anh phải viết cái chữ hội chứng rubella mãn sinh nó nhỏ hơn mà nó nằm trong tập hợp có một tập hợp nhiễm rubella mãn sinh thì nó hay hơn ấy. Đúng rồi, bác sĩ Đức là cái môn cũng 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 thay vì để sinh viên hỏi thì bác sĩ Đức cái môn hỏi trước, toàn hỏi mình có rất là khó, rất là sâu và đi về cơ chế rất là nhiều, một trong những bác sĩ mà nhiều tôi rất là thích hỏi vì sao của bộ môn. Được rồi thì tiếp đấy chúng ta sẽ học tiếp, đó là những anh đang qua cái phần bệnh cái đầu tiên đó là bệnh rubella mắc phải, đúng chưa? Bệnh rubella mắc phải thì như anh nói đó nó rất là nhẹ nhàng cũng chả có vấn đề gì cả, tức là cái hên xui thôi. Chắc là có lẽ vì bình thường anh cũng hơi hiền hiền và giọng cũng hơi nhẹ nhàng, phụ trách số tiết cũng cũng hơi nhiều, thậm chí là những đối tượng những năm khác anh còn phụ trách về vấn đề về gọi là giáo vụ nữa, về đề thi ra đề thi đặt điểm danh điểm trả cho các em nữa, nên các em hay hay quan tâm bên anh nhiều hơn thôi, cho nên năm nay thì nên quan tâm bác sĩ Đức nhiều hơn ấy, vì bác sĩ Đức là năm nay giáo vụ, còn năm nay anh hệ giáo vụ rồi ấy, anh can thiệp chỉ được vào vấn đề về đề hay điểm gì cả. Thì như anh chúng ta trở lại sĩ muốn rồi ngắm rồi ha, chúng ta đang ngồi ngắm ngắm vấn đề phạt bang ấy, lúc nãy anh có giải thích trên từ phạt bang đó là bang rubella, bang của rubella thường thường là nó cũng dạng hồng bang dạng sần và nó đứng riêng, nó đứng rải rác toàn thân và riêng lẻ, không không dính là như bang sợi, và khi biến mất nó cũng không có các dấu hiệu vết thâm như bang sợi, và anh nhắc lại là bang này không mọc theo một trình tự nhất định nhé.
không mặc theo trình tự nhất định ấy, và thời gian tồn tại thì cũng ngắn hơn, khi bay thì cũng không để lại vết thâm gì cả ấy, cũng không dính lại giống như như băng sợi, nó có rất là nhiều đặc điểm khác với băng sợi ấy. Rồi như vậy ba dấu hiệu đó là dấu hiệu đầu tiên, đó là dấu hiệu sốt, thường thường chỉ là sốt nhẹ thôi. Thứ hai đó là phát ban và tính chất anh vừa mô tả, và dấu hiệu thứ ba thường gặp tiếp theo đó là nổi hạch, thường thường gặp hạch mà hay gặp nhất đó là hạch sau tai, được chưa? Thì nhìn chung là trong các dấu hiệu thì sốt có thường thường khoảng 2 ngày 3 ngày đầu, sau đó thì trong thời gian sốt được 1 2 ngày thì bắt đầu nổi ban khoảng 3 ngày, thì sau đó phát hiện sau khi nổi ban khoảng 1 2 ngày thì bắt đầu phát hiện hạch, và thời gian hạch thì có thể kéo dài đến vài tuần. Tuy nhiên bệnh thường lành trong vòng khoảng 5 7 ngày thôi, còn hạch có thể kéo dài nhiều hơn. Hạch ngoài biên nó sưng to như vậy nhưng thường thường nó không đau và không viêm gì cả. Tức là nhìn chung á thì cái bệnh rubella mắc phải này chẳng có chi mà học hết cả đúng nhá, nó nhẹ nhàng, nó không có gì cả. Thường thường là bệnh nhân sau đó khoảng 3 đến thường thường là 7 ngày ấy, bệnh nhân bắt đầu hết sốt, ba bắt đầu mất và hầu như cũng có vấn đề chi học đối với bệnh rubella mắc phải này, nó cực kỳ nhẹ nhàng được chứ. Tuy nhiên đối với bệnh người nam hay là người nữ mà không có bầu thì nó nhẹ nhàng như vậy, tuy nhiên đối với người phụ nữ có thai thì là một chuyện cực kỳ nan giải và khó khăn ấy. Tức là đối với bệnh bệnh thai, tức là người nữ mà có bầu á, thì tình trạng một trong những vấn đề hai bệnh cảnh chúng ta sẽ học tiếp theo đó là nhiễm rubella bẩm sinh và hội chứng rubella bẩm sinh. Nhiễm rubella bẩm sinh chính là tình trạng một người nữ đã có bầu và người nữ này bị bệnh rubella, bị nhiễm rubella, được chưa? Và tất cả những tổn thương cho thai hoặc là đứa trẻ sơ sinh ra thì lúc này được gọi là nhiễm rubella bẩm sinh. Ví dụ như là tổn thương cho thai có thể ngang mức là sảy thai sinh non, còn tổn thương cho thai hoặc trẻ sơ sinh có ngang là ngang mức dị tật cho thai hoặc là dị tật cho đứa trẻ đã sinh ra, hoặc là tình trạng đứa trẻ sinh ra hoặc bào thai chúng ta xét nghiệm chúng ta phát hiện có tình trạng là có nhiễm nhưng mà có thể là chưa có biểu hiện trên lâm sàng, thì chúng ta sẽ vào nhiễm rubella bẩm sinh, được chưa? Tức là bất kỳ người mẹ nào mà nhiễm rubella mà đang có bầu và phát hiện là được chẩn đoán bệnh rubella thì các tổn thương cho thai hoặc các tổn thương cho trẻ sơ sinh được chẩn đoán là nhiễm rubella bẩm sinh, được chưa? Và để chẩn đoán nhiễm rubella bẩm sinh thì chúng ta phải phân lập được virus, tức là chúng ta phải chứng minh được rằng á là con virus này á là đã lây truyền từ mẹ sang cho đứa trẻ, tức là bằng các phương pháp như ví dụ sự chúng ta tùy vào thai nhi là mấy tuần rồi, hoặc khi chúng ta có thể tiến hành xét nghiệm virus chọc uốn gai nhau này, chọc dịch ổi này, hoặc là máu cuộn rỗn này, hoặc là đứa trẻ sơ sinh mà đã sinh ra rồi ấy, thì lấy đứa trẻ sơ sinh mà đem xét nghiệm thì nói rồi đúng nhá, còn giả sử mà nó đang còn ở mức bào thai mà chúng ta chứng minh được là cái thai mà có virus rồi ấy, thì chúng ta phải lấy các bệnh phẩm như như anh vừa liệt kê đúng nhá, còn để phát hiện đó là chứng minh được có con virus quá có trong thai hoặc có trong đứa trẻ sơ sinh thì chúng ta lấy bệnh phẩm chúng ta xét nghiệm, còn để khảo sát các dị tật á thì chúng ta có thể siêu âm này, và thường thường nhất là siêu âm đó để phát hiện các dị tật cho đứa trẻ như là tật đầu nhỏ này, các bệnh tim bẩm sinh này, hoặc là thai chậm phát triển, được chưa? Thì chúng ta sẽ đánh đoán nhiễm rubella bẩm sinh bằng cách là thứ nhất điều kiện là mẹ đang có bầu, mẹ đang có thai và mẹ bị nhiễm rubella, sau đó chúng ta xét nghiệm chúng ta chứng minh được rằng cái virus rubella này nó cũng đã qua được cho thai rồi bằng cách là các xét nghiệm bệnh phẩm như vậy, được chưa? Và giả sử chỉ cần ngang mức này thôi là chúng ta đã chẩn đoán được là nhiễm rubella bẩm sinh rồi đúng chưa? Vì chỉ cần thậm chí là mẹ có bầu, mẹ nhiễm rubella mà có con virus nó trui qua được nhau thai rồi, qua thai rồi thì chúng ta thậm chí là chưa có biểu hiện lâm sàng gì, chưa có biểu hiện gì tật gì, chưa có biểu hiện gì cả, chúng ta cũng đã được chẩn đoán là nhiễm rubella bẩm sinh rồi. Vì như lúc nãy người nói đấy, tức là các tổn thương có thể là tình trạng chỉ là nhiễm không triệu chứng thôi, cho thai thôi, hoặc là cho trẻ sơ sinh thôi, có nghĩa chỉ cần trong thai hoặc trong đứa trẻ sơ sinh mà có virus thì chúng ta đã chẩn đoán là nhiễm rubella bẩm sinh rồi, được chưa? Còn với những đứa trẻ này thì chắc chắn chúng ta phải khảo sát thêm các dị tật, như là đặc biệt là chúng ta sẽ sử dụng ở bào thai chúng ta hay sử dụng siêu âm đó, là các dị tật về về đầu, về tim bẩm sinh, và có thể khảo sát thêm tình trạng thai chậm phát triển, được chưa? Và tiếp theo như nói đó là một phần nhỏ, một tập hợp nhỏ của nhiễm rubella bẩm sinh chính là hội chứng rubella bẩm sinh, và tức là
là lúc này cái mức độ tổn thương không phải là sẩy, không phải là sinh non, hay là không phải là nhiễm không triệu chứng, mà dị tật, mà các tổn thương ở đây là tổn thương ở mức dị tật. Mà dị tật thường gặp nhất á, đó là các dị tật liên quan đến tai, liên quan đến mắt và liên quan đến tim, tức là ba cơ quan, gọi là ba cơ quan bị tổn thương kinh điển nhất trong rubella, đó là tai, đó là tim và đó là mắt. Được chưa? Cái chữ glaucoma là bệnh trí các em, cái chữ glaucoma có nghĩa là bệnh trí. Các em học lâm sàng à, quên chứ, học mắt chứ. Đó là được rồi, có mấy có bạn biết là tăng nhãn áp thế, tức là bắt đầu mà các dị tật á liên quan đến tim, liên quan đến tức là bất kỳ dị tật gì, đặc biệt là các dị tật mà liên quan đến tai, tim và mắt, thì được gọi là lúc này thì bệnh được chẩn đoán là hội chứng rubella bẩm sinh, có nghĩa là trẻ này đã bị bắt có các dị tật rồi, được chưa? Có các dị tật rồi, dị tật liên quan đến tai, tim, mắt rồi. Và biểu hiện lâm sàng của, tức là biểu hiện lâm sàng của cái hội chứng rubella bẩm sinh á, có thể là biểu hiện thoáng qua, hoặc là biểu hiện lâu dài, hoặc thậm chí là biểu hiện buồn. Biểu hiện thoáng qua có nghĩa là sao? Có nghĩa là khi đứa trẻ sinh ra thì bắt đầu chúng ta đánh giá đứa trẻ, thì đứa trẻ chúng ta ghi nhận là có các tổn thương, có các dị tật, ví dụ như là cân nặng thấp này, gan lắc lư này, các ban xuất huyết này, tổn thương xương này, viêm não này, viêm gan, vân vân. Tức là bất kỳ tổn thương chi từ một đứa trẻ mà sinh ra ở một người mẹ bị bệnh rubella trong quá trình mang thai, thì mà đứa trẻ có một trong các biểu hiện đó thì chúng ta sẽ chẩn đoán là hội chứng rubella bẩm sinh có biểu hiện thoáng qua. Được chưa? Có biểu hiện thoáng qua. Tuy nhiên sau đó thì các biểu hiện này sẽ mất đi sau một thời gian, tức là cân nặng thấp sau một thời gian nếu như sẽ được chăm sóc kỹ thì nó có thể là lấy lại cân nặng theo chuẩn của độ tuổi chẳng hạn, hoặc là sau một thời gian thì gan nó sẽ trở về bình thường, tình trạng xuất hiện biến mất, hoặc là các tổn thương mặc nhiên chúng cả tổn thương xuất hiện sau một thời gian, tức là ngay sau sinh nó có tổn thương, có dị tật, tuy nhiên sau một thời gian thì nó sẽ hết, thì được gọi là thoáng qua. Được chưa? Tiếp theo đó là lâu dài, có nghĩa là ngay từ khi sinh ra đứa trẻ cũng có các biểu hiện tổn thương, và các tổn thương này rất tiếc nó sẽ theo đứa trẻ trong suốt cuộc đời của nó, thì được gọi là hội chứng rubella bẩm sinh có biểu hiện lâu dài. Ví dụ một đứa trẻ sinh ra từ một ba mẹ bị bệnh chẳng hạn, đứa trẻ này sinh ra thì chúng ta khảo sát được là có, ví dụ như sự bệnh nhân có đứa trẻ nó có dị tật về mắt, ví dụ khảo sát được là có bệnh có đục thủy tinh thể chẳng hạn, và cái đục thủy tinh thể này giả sử, tất nhiên nó không, giả sử không can thiệp chỉ về mặt y học á, điều trị á, thì nó cái bệnh này sẽ theo đứa trẻ trong suốt cuộc đời luôn. Được nhá, ví dụ như được nhá. Vậy cái biểu hiện buồn nghĩa là sao? Biểu hiện buồn, ví dụ điếc là sao, đái tháo đường là sao? Vậy khi nào thì chúng ta chẳng đoán là hội chứng rubella bẩm sinh có biểu hiện buồn nghĩa là sao? Chính xác luôn. Đúng rồi, anh đã nhận được câu trả lời của ba bạn, bốn bạn rồi. Tức là biểu hiện buồn này có nghĩa là sinh ra một ba mẹ bị rubella, sinh ra một đứa con và sau đó bác sĩ nói thôi phát hiện không có khám thì có thấy đứa trẻ bị tổn thương gì cả, nó bắt đầu mừng. Tuy nhiên thì chợ vội mừng ấy, chợ vội mừng nghe, đó là một vài trường hợp, tức là có một tỷ lệ người ta ghi nhận đó là được xếp vào mức đó là hội chứng rubella bẩm sinh có biểu hiện muộn, có nghĩa là sau sinh nó không có biểu hiện gì cả, không có gì tật, tuy nhiên sau một thời gian nó lại bắt đầu xuất hiện bệnh. Cái biểu hiện buồn này thì anh chưa có chứng kiến cá nào cả, tuy nhiên anh được nghe mấy thầy mà xưa kia, mấy thầy mà xưa kia dạy anh á, đó là bài này xưa kia là thầy Lô, không biết em, các em có biết thầy Lô không, các em có biết thầy Lô không, biết thầy Lô bộ môn chuyên nghiệm, bộ môn anh, không biết các em có biết thầy này không, biết thầy mà thầy không, chắc là tiếc. Đấy, biết sao? Thầy Lô Nguyên là trưởng bộ môn, thầy trưởng bộ môn, tức là thầy Nguyên là bên bên bộ môn thầy là trưởng bộ môn, bên bên trường trường thầy
là trưởng phòng cấp cứu, trưởng tức là trưởng khoa cấp cứu khoa khám bệnh của bệnh viện trường. Tuy nhiên hiện tại thì thầy đã nghỉ hưu rồi nên nên các em không còn cơ hội để học thầy nữa, được chưa? Bài này trước đấy á, mà anh được học á, là thầy thầy lô là thầy dạy anh. Thầy anh học anh ra trường năm 2015 thì anh học bài này khoảng năm 2014 thì khoảng anh học bài này năm đó thì thầy lô mới nghỉ hưu khoảng đấy cách đây khoảng 2 năm 3 năm. Thì đối với năm hiện tại không còn cơ hội để học thầy nữa. Thầy rất là giỏi, cực kỳ giỏi luôn, gọi là một trong những gọi là gọi chi học gọi là giống như một cuốn sách nội khoa trong thầy vậy. Thầy rất là giỏi về 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 lĩnh vực nội khoa nhi và nhiệm. Thì thời anh học thì thầy có kể một câu chuyện mà anh cũng kể lại cho các em, tại vì anh bản thân anh là không được chứng kiến hết. Thì thầy lô thầy kể đó là tức là có một đứa trẻ khoảng 10 12 13 tuổi, 12 13 tuổi thì đi khám thì mới phát hiện đó là bị đái tháo đường. Phát hiện đái tháo đường thì một đái tháo đường type 2 nữa. Tức là thì lúc đó thì mới tức là mới một đứa trẻ mới mười mấy tuổi mà phát hiện đái tháo đường type 2 thì là quá sớm. Quá sớm thì sau đó thì bắt đầu khai thác lại kỹ lâm sàng của người mẹ. Thì người mẹ có nói rằng là trong quá trình mang thai thì đúng là có các biểu hiện lâm sàng của bệnh rubella. Thì lúc này mình có thể suy, thì có thể suy ra đó là có khả năng cái đứa trẻ này mắc rubella. Chờ anh sĩ, anh có điện thoại sĩ. Xin lỗi các em ấy, anh có điện thoại sĩ. Thì sau đó khai thác lại đứa trẻ này mới tuổi như vậy mà mắc bệnh đái tháo đường type 2 thì có vẻ hơi sớm. Bắt đầu khai thác kỹ lại người mẹ thì bắt đầu khai thác tức là họ kỹ ở trong trong thời kỳ mang thai đứa trẻ bệnh nhân này, trong khi mang thai cái đứa bé cái trẻ 12 mười mấy tuổi này á, thì chỉ có biểu hiện như là sụt nhẹ hoặc lâu lâu hoặc là phát ban hoặc đặc biệt có hạch sau tai chứ không. Thì lúc đó người mẹ mình nhớ rằng là trong quá trình mang thai, đặc biệt là quá trình mang thai mấy tháng đầu á, khi ốm nghén thì cũng có phát hiện đó là sau tai có một cái hạch và thỉnh thoảng và cũng ghi nhận là có một cái ban, điều nó nhẹ nhàng thôi, thậm chí cũng vài ngày nó lăn nên chị cũng không đi khám và nói gì cả. Thì khả năng lúc này mình suy đoán là có thể là thì bệnh đái tháo đường này nằm trong bối cảnh chung của tình trạng là hội chứng rubella bẩm sinh có biểu hiện muộn, nhé. Tức là lúc này chúng ta ngồi gọi là nghiên cứu hồi cứu thôi hết, thì chúng ta cũng có bằng chứng gì để chứng minh được hết vì lúc này quá muộn rồi hết. Rồi bây giờ chúng ta sẽ qua phần chẩn đoán. Thì đối với chẩn đoán hội chứng rubella bẩm sinh á, chúng ta sẽ dựa vào lâm sàng và dựa vào xét nghiệm. Lâm sàng thì chúng ta sẽ chia làm hai nhóm, đó là nhóm A và nhóm B. Nhóm A là bất kỳ các gọi là một trong các tổn thương mà gọi là điển hình á, cổ điển á, liên quan đến tim, liên quan đến tai và liên quan đến mắt á, thì được xếp vào lâm sàng của nhóm A. Còn nhóm B là các tổn thương còn lại. Về về xét nghiệm thì bất kỳ phương pháp xét nghiệm gì mà chúng ta chứng minh được rằng có sự hiện diện của con virus trong cơ thể của đứa trẻ sơ sinh thì chúng ta sẽ gọi là xét nghiệm dương tính. Được chưa? Tức là có thể là xét nghiệm PCR, có thể là phân lập virus, có thể là xét nghiệm kháng nguyên kháng thể, bất kỳ xét nghiệm gì để chứng minh sự hiện diện đang hiện diện của con virus này trong cơ thể của đứa trẻ sơ sinh thì được gọi là xét nghiệm dương tính. Được chưa? Thì đối với chẩn đoán thì chúng ta sẽ có bốn bước khác nhau. Tức là đầu tiên là chúng ta sẽ chẩn đoán là nghi ngờ hội chứng rubella bẩm sinh khi bệnh nhân có các biểu hiện lâm sàng rất là gợi ý. Tuy nhiên, chúng ta chưa cho xét nghiệm hoặc là chưa có kết quả xét nghiệm về. Được chưa? Thì chúng ta sẽ
xếp vào mức độ là nghi ngờ, tức là lâm sàng chúng ta khám một đứa trẻ sinh ra từ một bà mẹ có trong quá trình mang thai có nhiễm rubella, đứa trẻ sinh ra bắt đầu có một vài lâm sàng liên quan đến tim, tai, mắt hoặc là các tổn thương, bất kỳ một tổn thương gì khác nhưng mà chúng ta chưa có kết quả xét nghiệm thì chúng ta sẽ xếp vào nhóm gọi là nghi ngờ hội chứng rubella bẩm sinh, được chưa? Tiếp theo, giả sử mà bệnh nhân có thể là có kết quả xét nghiệm về rồi hoặc là kết quả xét nghiệm về nó âm tính, tức là tiêu chuẩn xét nghiệm thì âm tính nhưng mà bệnh nhân có các biểu hiện lâm sàng có thể là một A kết hợp với một B hoặc là hai biểu hiện ở nhóm A, và đặc biệt là chúng ta các tổn thương này chúng ta không chứng minh được bằng các nguyên nhân khác thì chúng ta sẽ chẩn đoán là khả năng cao bị hội chứng rubella bẩm sinh, được chưa? Tức là không có xét nghiệm hoặc là xét nghiệm âm tính nhưng mà vì một số cơ sở họ không làm xét nghiệm được, họ chỉ có lâm sàng thôi. Giả sử mà không làm được xét nghiệm hoặc có xét nghiệm về nhưng mà kết quả xét nghiệm âm tính nhưng mà có các biểu hiện lâm sàng rất là điển hình 2A hoặc là 1A kết hợp với 1B và chúng ta cũng không lý giải được bằng các nguyên nhân khác thì chúng ta xếp vào là khả năng cao, tức là khả năng cao bị hội chứng rubella bẩm sinh. Còn chẩn đoán xác định thì không còn vấn đề gì cả đâu, đúng chứ? Tức là chỉ là lâm sàng hoặc là vừa lâm sàng vừa xét nghiệm dương tính thì chẩn đoán xác định thì không có nói gì đâu, đúng nhé. Còn giả sử mà nhiễm, tức là bệnh nhân chỉ có xét nghiệm về dương thôi nhưng mà có hoàn toàn không có biểu hiện lâm sàng gì cả thì lúc này chúng ta không không giả sử mà không có dị tật, không có tổn thương, không có dị tật thì chúng ta sẽ xếp vào mức đó là nhiễm rubella bẩm sinh, đúng chưa? Vì nhiễm không triệu chứng thì được gọi là hội chứng rubella, thì được gọi là nhiễm, được xếp vào cái mức độ đó là nhiễm rubella bẩm sinh, đúng chưa? Như vậy lúc này chúng ta giả sử lâm sàng âm tính nhưng chúng ta có xét nghiệm dương, tức là lúc này được gọi là nhiễm không triệu chứng đó, thì chúng ta sẽ xếp vào mức độ đó là nhiễm rubella bẩm sinh, được chưa? Tuy nhiên cái trường hợp nhiễm này vẫn cái trường hợp mà lâm sàng âm xét nghiệm dương này ngoài trừ là chúng ta chẩn đoán là nhiễm rubella bẩm sinh ra, chúng ta có thể thêm một chẩn đoán gì nữa cả em biết không? Chữa chạy, đúng rồi, chính xác, đó chính là một là chúng ta có thể chẩn đoán ngay tại thời điểm đó là chúng ta có thể chẩn đoán đó là khả năng là đứa trẻ này là nhiễm rubella bẩm sinh, tức là không có dị tật, không có tổn thương nhưng mà vẫn có virus trong cơ thể thì được chẩn đoán là nhiễm rubella bẩm sinh. Tuy nhiên sau một thời gian theo dõi chúng ta có thể ví dụ là sau một thời gian nó xuất hiện điếc, sau một thời gian nó xuất hiện đái tháo đường, sau một thời gian nó bị bệnh này bệnh kia như trong cái danh sách mà anh có liệt kê thì lúc này chúng ta sẽ đổi chẩn đoán từ nhiễm rubella bẩm sinh sang hội chứng rubella bẩm sinh có biểu hiện muộn, đúng nhá. Rồi như vậy là hội chứng rubella bẩm sinh, vậy chúng ta sẽ xử trí như thế nào? Một bệnh nhân có thai, được chưa? Không phải một bệnh nhân mà một sản một người nữ có thai, sau đó họ phát hiện có rubella dương tính, vậy câu trả lời chúng ta hủy thai là đúng hay sai? Ta phải làm gì đây? Hủy thai là đúng hay sai? Tức là câu trả lời một thời, cái thời mà năm 2000, cái đợt dịch mà năm 2010, 2011, cái giờ dịch mà anh có nói cả về cả em đấy, đợt dịch mà bùng phát trên toàn quốc năm 2010, cuối năm 2010, đầu năm 2011 đấy, thì cái đợt dịch đó các thầy cô lớn tuổi trong bộ môn á, trong đó có thầy Lô, thầy Trương và thêm một cô là cô Vương nữa, tức mấy cô mấy thầy cô mà lớn tuổi á, thì nhận được rất nhiều cuộc điện thoại về cái vấn đề này, có nghĩa là em đang có bầu, em đang có thai, em bị rubella dương rồi, nhờ bác tư vấn của đợt nữa, mấy thầy cô nói là ban đêm ngủ cũng bị gọi, cũng như có nhiều người gọi điện thoại, thậm chí là một ca bệnh thôi là có người này gọi rồi người khác gọi, quen được gọi qua gọi về như vậy. Nên là thì nhân đây thì anh cũng muốn nói là câu trả lời là không phải cứ bị thai, có thai mà bị nhiễm rubella thì phải hủy thai, câu trả lời này hoàn toàn sai, đúng nhá, đúng rồi, chính xác luôn. Cái vấn đề hủy hay vấn đề mà giữ á, nó phụ thuộc rất là nhiều vào tuổi thai, tuổi thai càng nhỏ thì tỷ lệ mà bị cái hội chứng rubella bẩm sinh là càng càng cao, nếu tuần thai bé hơn 8 á thì có thể lên đến gần 100%. Rồi. Còn giả sử mà lớn hơn 20 tuần tỷ lệ còn 1% thôi. Nên vấn đề mà chúng ta tức là hủy thai hay là giữ thai á, phụ thuộc vào thứ nhất là phụ thuộc vào bác sĩ. Tức là chúng ta sẽ ngồi tư vấn, một bên là bác sĩ
chuyên nghiệp, một bên là bác sĩ sản khoa, được chưa? Một bên là ngồi tư vấn với sản phụ và một bên là ngồi tư vấn với chồng của sản phụ. Cái này gọi là có quy, có văn bản này, có nghĩa là muốn hủy thai hay là muốn muốn dừng hay muốn hủy thai thì phải có sự đồng ý, tức là có gọi là ngồi trên bàn làm việc, một bên là bác sĩ, còn có bác sĩ chuyên nghiệp, bác sĩ sản khoa, một bên là phải cả gia đình, trong đó có sản phụ và người, đặc biệt là thêm phải chồng của sản phụ nữa, để ký vào giấy tờ cam kết đó là hủy thai hoặc là dừng thai, được chưa? Chứ không phải là chúng ta muốn hủy là hủy, mà là phải có sự đồng ý của bên kia nữa ấy. Nên là chúng ta sẽ làm việc và giả sử mà tùy vào chúng ta với vai trò của bác sĩ thì chúng ta chủ yếu đó là về vai trò bác sĩ chuyên nghiệp, chúng ta chủ yếu đó là đưa ra các con số như phiên bản đó, có nghĩa là chị mang thai 10 tuần chẳng hạn, tám khoảng mang thai 7 tuần chẳng hạn, nguy cơ mà chị bị rubella, nguy cơ cho mà gây cho các ví dụ đứa trẻ sinh ra bị điếc, đứa trẻ sinh ra bị tim bẩm sinh, đứa trẻ sinh ra bị thế này thế nọ là khoảng trên 90%, đó là như vậy. Còn về con đối với con quyết định cuối cùng là tùy vào chị và gia đình, được chưa? Chứ không phải mình nói thôi đi là hủy đi, đi hủy đi, đi là hủy đi thì không phải, tức là mình không phải là người đưa ra quyết định mà mình chỉ là tư vấn thôi nha, tức là mình chỉ đưa ra cả con số tỷ lệ thôi. Ví dụ chị mang thai 7 tuần bị rubella thì tỷ lệ đứa trẻ bị điếc, bị thế này, bị thế nọ thì khoảng 90%. Còn quyết định cuối cùng là hoàn toàn phụ thuộc vào gia đình của chị. Cho mình đừng nói thôi đi là hủy đi, nó phải ngay. Đừng có nói như vậy mà sau đó lỡ mà họ chuyển cho họ kỳ ngược lái ấy, nên mệt chuyện lắm. Nhìn chung thì bác sĩ cũng phải hơi khéo ăn nói, không khéo ăn nói trong vấn đề mà nhiều chuyện là cho giả sử mà mình ngày nào cũng tiếp xúc với rất là nhiều đối tượng khác nhau. Giả sử mà bệnh nhân họ nhẹ nhau, họ hiểu thì cũng đỡ, còn giả sử mà họ có hiểm muộn thế này thế kia mà họ đi chữa vô sinh hết mấy trăm triệu mà chứ mình nói tuyên bố cấu như vậy thì nghe hơi khó ấy. Nên thôi, vấn đề hãy để phân quyết định cho họ, hay cho mình đừng có can thiệp vào vấn đề quyết định, mình chỉ là ngã một tư vấn thôi. Rồi điều trị thì bệnh này là bệnh hầu như không có thuốc điều trị gì cả, bệnh do virus lây truyền qua đường hô hấp, nên giống như nhiều bệnh như bệnh quay bì hay là bệnh bệnh cảm cúm thông thường hay bệnh thế này thì nó nhìn chung cả bệnh do virus nói chung là không có thuốc điều trị hết, chủ yếu chúng ta điều trị triệu chứng là chính thôi. Và do không thuộc có thuốc điều trị, tuy nhiên một mà vấn đề về hội chứng rubella bẩm sinh nó trầm trọng như vậy, nó cũng có phương pháp để điều trị cả, nên một trong những cái mà tốt nhất là chúng ta nên tiêm vaccine. Vaccine thì thường là đối với vaccine rubella chỉ cần một liều duy nhất thôi và hiệu quả lên đến 95%. Thì chỉ định là tất cả những người bệnh nhân, tức là người dân mà trên 1 tuổi thì có thể mà không mang thai nghe, thì có thể là tiêm vaccine rồi. Là chỉ cần trên 1 tuổi mà không mang thai thì hoàn toàn có thể tiêm vaccine, đặc biệt là nữ mà chuẩn bị lập gia đình á thì nên tiêm, được chưa? Còn vaccine đa giả với vaccine kết hợp tiêm bởi sởi và quai bì nữa thì tiêm 2 mũi. Tuy nhiên một vấn đề mà có thể gặp đó là vaccine này sẽ chỉ định cho những đối tượng là tất cả những đối tượng trên 1 tuổi và không có thai hoặc là không có dự định có thai trong vòng 4 tuần, được chưa? Tức là người nữ đó hiện tại là không có thai hoặc là sắp tới 4 tuần là người ta không có dự định có thai trong thời gian 1 tháng sắp tới thì chúng ta sẽ có chỉ định tiêm. Còn giả sử mà lỡ một phụ nữ mang thai mà khoảng 5-7 tuần thì đó họ chưa biết chẳng hạn, chưa biết là mình mang thai luôn mà họ đi tiêm vaccine, hoặc họ tiêm vaccine về mà họ lỡ họ có bầu trong thời gian 1 tháng, vì mình quy định đó là một là đang có bầu hoặc là giả sử mà sắp tới 1 tháng nữa mà có dự định có bầu là sẽ chậm chỉ định tiêm. Tuy nhiên một vài người họ đi tiêm mà họ không biết mình đang mang bầu, hoặc họ tiêm về rồi mà họ trong vòng 1 tháng lỡ lúc này họ lại mang bầu thì sao, chúng ta xử trí sao? Tức là một phụ nữ có thai khi tiêm vaccine hoặc là sau khi tiêm chưa đủ 4 tuần mà lỡ có bầu thì chúng ta làm gì? Hủy thai à? Hủy theo dõi á? Câu trả lời đó là không có chỉ định chấm dứt thai kỳ, vì giả sử xác suất mà bị nhiễm rubella bẩm sinh trong trường hợp này là rất thấp, tức là vẫn có nhưng mà rất là thấp, vì dù sao vaccine vẫn là vaccine có tính an toàn và khả năng gây dị tật là nó ít hơn rất là nhiều so với con virus nguyên bản. Nên lúc này á chúng ta chỉ có việc đó là theo dõi và không tiến hành chấm dứt thai kỳ trong trường hợp này nha. Rồi đó là nội dung mà bài anh dạy bà rubella.
Rồi cả em có thắc mắc gì không về bệnh này không?